Cô này, bố bảo này, con cầm lấy tiền, ở nhà có việc gì cần cứ tiêu, còn tiền học phí kỳ 2 bố đi làm, cuối tháng bố gửi về. Con không được bỏ học đâu đấy, bố sẽ cố gắng. Con ở nhà tự chăm sóc bản thân, cần mua cái gì thì sang cửa hàng Bắc Nga, cuối tháng cũng sẽ trả. Vâng ạ. Bố đi đây. Ở nhà ngoan nhá, chịu khó học bài nhá. Vâng ạ. Con chào bố. Chào con. Bố nhớ đi cẩn thận nhá. Đây của con đây. Có thiếu tiền không hả bà? Không, đủ rồi, đủ rồi. Con cảm ơn bà, con về đây ạ. Ừ. Con chào cô Đào. Ừ, chào cháu. Chị ơi, em mua mấy thứ. Cô Đào đây à? Dạ. Tú, con làm mẹ đi tìm con mãi. Con đi về nhà với mẹ nhá. Nghe lời mẹ đi rồi, muốn gì mẹ cũng mua cho. Mẹ nói rồi. Mẹ hứa với con đấy. Chắc từ sáng đến giờ con chưa ăn cái gì vào bụng rồi. Mẹ dẫn con đi ăn nhá. Mẹ phải hứa mua cho con điện thoại nhá. Mẹ hứa, đi về nhà với mẹ. Đi. Do khổ, cứ hễ bố nó mắng thì lại bỏ đi. Đúng là sướng không biết đường sướng, lại thích khổ. Thế cô mua gì? Chị cho em 5 cân đường, 5 hộp sữa và mấy túi bánh ngọt nữa nhá. Sao lại mua nhiều thế? À, hôm nay hội lại đi thăm những người nghèo và cụ già neo đơn đúng không? Dạ vâng. Năm nay hội trích một phần quỹ nhỏ biếu tặng các cụ. Có chút gọi là... Ok chưa? Lại đây, thế định mua cái gì nữa à? Nói đi, cháu muốn mua gì? Cháu... Con làm sao? Cháu muốn mua... Con gái nhà Lực Hằng phải không chị? Đúng rồi. Từ cái ngày mẹ nó mất vì Covid, con bé cứ lủi thủi một mình. Bố thì đi làm xa, mà ốm yếu lắm, một tháng mới về một lần. Chẳng có thời gian để mà quan tâm đến con bé nữa chứ. Chị cho em thêm mấy túi bánh mì và gói băng vệ sinh nữa nhá. Để chị vào chuẩn bị. Cô biết con cần gì rồi. Đây. Con cần cái này đúng không? Ngày xưa bằng tuổi con, cô cũng lúng túng lắm. Thế nhưng mà cô có mẹ chỉ bảo. Con biết dùng cái này chưa? Con biết dùng rồi ạ. Cứ có khó khăn gì gọi cho cô sẽ giúp. Vâng ạ, con cảm ơn cô. Ừ, đây con cầm đi. Con cảm ơn cô, con đi về đây ạ. Ừ, đi cẩn thận nhá. Con với chàng cái có mấy dòng mà giải thích mãi cũng không hiểu. Mỗi việc ăn học thôi. Bố có đi học đâu mà biết. Mày nói cái gì? Thôi, con xin hai bố con đi lấy các học bài đi. Suốt ngày học. Mày không học thì mày bước. Bước thì bước, bố mẹ đừng có mà đi tìm mày. Thôi đấy, mày xin con đấy. Này bà, đứng lại, kệ nó. Giờ tí nhá, cháu nó đến bây giờ. Ở à, đây rồi. Con này, bố gọi điện này. Nghe đi. Alo, bố ạ. Bố chưa có tiền, gửi về đóng học phí kỳ 2. Bố đã gọi điện, xin nhà trường cho khất. Con cứ đi học, đừng lo. Bố ơi, bố bị ốm à? Bố không sao, nằm viện vài ngày, sẽ khỏi thôi. Vâng ạ. Bà ơi, cháu gửi bà điện thoại ạ. Bà ơi, bà... Sao thế? Bà có cần người giúp việc không ạ? Hả? Cháu định kiếm tiền à? Bố cháu đi công tác bị ốm. Cháu muốn giúp bố cháu. Cháu bé thế này thì làm được cái gì? Công việc của cháu là học hành. Còn mọi việc, bố cháu lo được hết ấy. Cứ yên tâm cháu nhé. Vâng ạ. Cháu về bà nhé. Ừ. Em gửi chị nhá. Cảm ơn chú nhá. Em chào chị ạ. Ôi chị chết rồi. Ôi chồm. Bắt đầu tôi thằng ăn cơm. Trời ơi.
có lấy đâu. Không phải lấy thì ăn đấy. Vào lúc người cháu đi. Để đâu rồi? Mày để đâu? Đấy vào lúc người cháu rồi, làm gì có thấy đâu. Thế chỉ có này tại sao mất ví của bà? Cháu sao biết được. Cháu đi về. Đưa đây. Cái gì đấy? Của em mà. Đưa đây. Anh trả em đây. Đưa đây. Trả em đây. Làm gì vậy? Anh sao giật túi của em? Cháu đi nhận đồng nát. Vậy thì còn việc học hành của cháu tính thế nào? Ồ, cháu bị bệnh. Cháu muốn giúp bố cháu. Cháu không được bỏ học. Cô sẽ cố gắng giúp cháu. Để cô xem nhận được cái gì nào. Được rồi, con cứ đi vào nhà đi nhé. Vâng ạ. Không đưa cháu lên phường, nhưng cháu phải về nhà xin lỗi bố mẹ và cố gắng học hành, nhớ chưa? Vâng ạ. Cháu còn đủ cả bố lẫn mẹ, phải nên biết ơn vì đã có người dạy dỗ bảo ban. Cháu nhìn em Nhi đi. Em Nhi thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, cho nên phải tự làm mọi việc. Anh ở làm đúng không? Em cho anh này. Cháu xin lỗi bác. Anh xin lỗi em. Thôi được rồi, may mà không mất gì, lần sau không được như thế nữa nhé. Dạ, cháu biết rồi ạ. Ngoan. Lẽ ra hôm nay là bác Nga cũng đến thăm anh, nhưng bác có việc ở quê nên phải về gấp, nên bác nhờ tôi sang mang cho anh cân đường hộp sữa. Cho tôi gửi lời cảm ơn bác Nga. Dạ vâng. Còn đây là quà của Hội Phụ Nữ. Hội Phụ Nữ triển khai chương trình Mẹ Đỡ Đầu với mong muốn giúp đỡ các em mồ côi vượt qua khó khăn, học tập tốt hơn. Đây con. Anh cảm ơn cô. Nếu anh không ngại, anh cho phép tôi làm mẹ đỡ đầu của con bé Nhi. Vâng, con bé đang tuổi lớn, tôi cũng không biết làm sao. Tôi sẽ giúp đỡ con bé, cả tinh thần lẫn vật chất. Cảm ơn cô và mọi người nhiều lắm. Còn tôi cũng là một người mẹ. Khi tôi biết hoàn cảnh của cháu Nhi, tôi cũng có một phần nhỏ muốn giúp cho cháu để cháu được đến trường. Mong anh nhận. Cảm ơn cô. Nhân đây, tôi có lời cảm ơn cô Đào với cả cháu Nhi. Nhờ có hai người mà cháu Tú nhà tôi bây giờ đã thay đổi, tiến bộ hơn trước rất nhiều. Hai đứa phải cố gắng học hành như thật giỏi, nhớ chưa? Dạ, vâng ạ. Học giỏi là cô có thưởng. Cả con nữa, mẹ cũng sẽ thưởng cho con. Con cảm ơn mẹ ạ. Ngoan quá.